Xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Minh Nguyễn HT. Hôm nay mình sẽ review một cái công trình nội thất bếp bằng gỗ công nghiệp để chào mừng ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Các bà mẹ thì luôn luôn vào bếp, thành ra mình làm một bộ sản phẩm cho khách rất chi là đẹp để chào mừng ngày 20 tháng 10 cho chị em phụ nữ. Đây là dòng bếp bằng gỗ công nghiệp sơn phủ BUM màu trắng. Khi lắp lên thì quý ông bà cô chú chiêm ngưỡng thấy cái vẻ đẹp như thế nào. Bằng gỗ công nghiệp nha. Mọi người xem video này thấy đẹp thì hãy cho mình một chữ đẹp cũng như ấn thích để mình có động lực nha. Bạn nào mà yêu quý mình nữa thì hãy cho mình một nút đăng ký cũng như một nút chia sẻ đi. Hàng VIP. Bây giờ tiếp theo còn lại thì mình sẽ tiếp tục làm mặt đá và lắp đặt các cái phụ kiện đi kèm như đèn led, rồi các cái chậu rửa lavabo cũng như là máy lò nướng, lò vi sóng và các cái hạng mục bếp tiếp theo để hoàn thiện bộ bếp này. Mình rất chi là chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã theo dõi những cái video của mình. Quý ông bà cô chú anh chị, tất cả các bạn thấy video hay, có ý nghĩa và những cái sản phẩm mình làm ra đẹp thì hãy cho mình những cái lời động viên nha. Mọi người ai có nhu cầu xây nhà, sử dụng các cái hàng mục về bếp cũng như nội thất gỗ ở Bình Dương thì hãy alo cho mình qua cái số điện thoại mình để trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.